Thưa quý vị, tính đến hết ngày 31 tháng 7, mưa lớn tại Tuyên Quang đã gây sạt lở đất khiến một người thiệt mạng, làm 60 ngôi nhà bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, nhiều diện tích lúa hoa màu, cây lâm nghiệp và các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, ước thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Trong các ngày 30 và 31 tháng 7 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được phổ biến từ 30 đến 80mm. Một số nơi có mưa rất to, lượng mưa lên đến 113mm, gây sạt lở đất khiến một người thiệt mạng. Ngoài ra mưa lớn còn gây ngập và sạt lở nhiều công trình giao thông, gây thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản của người dân. Trong những ngày tới, dự báo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa kéo dài, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ và thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh có hiệu quả, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, tổ chức di rời ngay đối với những hộ dân đang sinh sống tại nơi có nguy cơ cao đến nơi an toàn, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.